cuộc sống muôn màu từ thiên đường giữa chốn trần gian. Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì chúng ta có thể thư giãn bằng cách ngồi trên chiếc ghế spa tuyệt đẹp thuộc dòng sản phẩm cao cấp Gulfstream. Và để tăng thêm tính thẩm mỹ của chiếc ghế, chúng ta có thể thay đổi màu sắc của đèn tùy theo hoàn cảnh, không gian, sở thích và cảm giác của quý vị.